Con chó sắp bị làm thịt, chủ nhân kịp thời đến cứu. Phản ứng của nó khiến mọi người rơi lệ. Những chú chó đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của rất nhiều người. Chúng giống như những đứa trẻ nhanh nhẹn đáng yêu trong nhà, rất tình cảm với chủ và tuyệt đối trung thành. Nhưng thật đáng buồn khi có một số người vẫn coi chó là một món ăn giàu chất dinh dưỡng. Không lâu trước đây, một cư dân mạng bị lạc mất chú chó cưng. Sau đó, cô đã bằng mọi cách để tìm kiếm nó. May mắn cho cô chủ này, vì nhờ có sự giúp đỡ của một người tốt bụng trên mạng nên đã kịp thời cứu được chú chó ra khỏi quán thịt cầy. Trong ảnh, chúng ta có thể thấy cô gái tìm thấy chú chó của mình khi chú đang bị nhốt trong lòng của một lò mổ. Chỉ chậm một chút thôi là nó đã biến thành những món ăn nằm trên bàn của các thực khách. Khi đó, trong lòng ngoài chú chó đáng thương của cô gái ra thì còn có khoảng 10 chú chó khác cũng bị nhốt. Tất cả cùng chen chúc nhau trong một không gian rất hẹp làm mọi người nhìn thấy đều rất đau lòng. Mặc dù đã được chủ giải thoát nhưng do bị một cú sốc quá lớn nên sau khi được cứu nó vẫn chưa hoàn hồn, nó lặng im không có một phản ứng nào. Chờ đến khi hoàn toàn tỉnh táo trở lại thì nó mới nhận được rằng người đứng trước mặt mình chính là người chủ yêu quý. Quá vui mừng, nó nhảy vội lên ôm chầm lấy chủ, nghiêng đầu vào bụng chủ, không ngừng dụi dụi, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương. Cứ như thế, chú chó ôm chặt người chủ không rời, nó như muốn thổ lộ tình cảm sâu đậm của mình với chủ. Cuối cùng, cô đã tìm lại được tôi rất rất yêu cô chủ. Chú chó này rất may mắn vì đã được chủ nhân đến giải thoát kịp thời. Nhưng các bạn có biết, trên đời này còn có biết bao chú chó bị người ta bắt đi và không bao giờ quay trở về nữa. Chúng ta hãy cùng nghĩ xem việc ăn thịt chó đã bị phản đối kịch liệt như thế nào. Thực ra, việc phản đối này không chỉ vì chó là một loài vật rất đáng yêu mà còn vì giữa chúng và loài người có một mối thâm giao sâu đậm. Có nhiều lúc, các cửa hàng bán thịt chó vì muốn lãi nhiều hơn nên đã đi ăn trộm chó của các gia đình để giết thịt. Nhưng họ dường như không hiểu rằng chó chính là một người bạn thân trong gia đình. Vì thế, hãy thử nghĩ xem nếu một con vật thân thiết trong gia đình bị bắt cóc và giết một cách man rợ, thậm chí còn thành món ăn cho người khác, bạn có đành lòng ăn và nói rằng chúng chẳng qua chỉ là một loài động vật hay không? Chú chó lớn nhất trên thế giới, cao hơn 2,2 mét. Freddy, chú chó giống Golden sống tại Anh được công nhận là cá thể chó lớn nhất thế giới với chiều cao lên tới 2,2 mét khi đứng bằng hai chân sâu và cân nặng là 92 kg. Chú chó 4 tuổi Freddy giống Golden sống tại Anh được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là cá thể chó lớn nhất trên thế giới với cân nặng là 92 kg. Chủ nhân của Freddy, cô Clary Stoneman, 41 tuổi, cho biết hiện cô đang nuôi hai chú chó, gồm Freddy và một cô chó khác cùng loài có tên là Freo. Mỗi năm, cô Clary phải chi khoảng 12.500 bảng Anh chi phí chăm sóc cho đôi chó này. Món ăn yêu thích của Freddy là thịt gà rán và bánh mì phết bơ lạc. Khi còn bé, Freddy rất thích cắn ghế sofa. Đến nay, chú đã có thành tích phá hủy tới 23 chiếc ghế sofa. Mỗi ngày, Freddy được cô chủ dắt đi bộ khoảng 40 phút. Tuy nhiên, giờ đi dạo thường là vào lúc sáng sớm vắng vẻ để hạn chế việc Freddy gây sự với các chú chó khác trên đường. Nếu Freddy chạy đuổi theo một con chó khác thì chắc chắn tôi sẽ không thể ngăn nó lại, Clary nói. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.